Thưa quý vị, thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử kinh tế hợp tác thì các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có thể tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ với nhau. Nói cách khác, đây là nơi diễn ra cả hoạt động mua bán hàng của nhiều tổ chức cá nhân khác nhau trên cùng một website. Tại Thừa Thiên Huế đã đưa vào vận hành sàn giao dịch này, mở ra hướng kinh doanh mới, nhất là trong bối cảnh đang diễn ra dịch COVID-19. Vậy hoạt động của sàn giao dịch này sẽ mang lại những tiện ích gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây. Việc hợp tác xã công nghệ thông tin Huế, Huế Tech Corp đưa vào hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử kinh tế hợp tác có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong hỗ trợ cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giới thiệu quảng bá xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm một cách bền vững, có hiệu quả, phù hợp với xu thế trong thời đại công nghệ 4.0. Đây cũng là hướng kinh doanh mới nhằm góp phần hạn chế lây lan trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Để quản lý và đưa sàn kinh tế hợp tác vào hoạt động có hiệu quả, Hợp tác xã Công nghệ Thông tin Huế đã vận hành và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho các hợp tác xã và các tổ chức kinh tế trong việc đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm một cách hiệu quả, đồng thời giúp người dân tiếp cận với hình thức mua sắm văn minh hiện đại và đầy tiện ích. Chúng tôi đã tích hợp thành công với VNPT, hỗ trợ được 39 ngân hàng trong nước và quốc tế. Và một cái đặc điểm của cái sàn kinh tế này mà cả sàn khác không có, đó chính là cái tinh thần hợp tác. Có nghĩa khi một đối tác cần cung cấp một dữ liệu, một cái số lượng hàng, đơn hàng lớn, thì bản thân mỗi hợp tác xã, mỗi đơn vị là không có khả năng cung cấp, cung ứng, thì sàn sẽ giúp hỗ trợ cho cái đối tác đó biết được tất cả những thông tin, những cái sản phẩm liên quan của nhà cung cấp liên quan và hợp tác lại để tạo ra một cái gọi là một hợp đồng lớn. Đến nay, Hợp tác xã Công nghệ Thông tin Huế đã có trên 300 thành viên là hợp tác xã, với trên 30 sản phẩm đã triển khai trên toàn quốc và thế giới. Thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử kinh tế hợp tác, các hợp tác xã, hộ sản xuất, doanh nghiệp cũng như các tổ chức kinh tế có thể dễ dàng quảng bá thông tin và tiếp thị sản phẩm hàng hóa của mình đến với khách hàng khắp nơi trên thế giới với chi phí thấp. Ngược lại, đối với người tiêu dùng, sàn kinh tế hợp tác sẽ mở rộng khả năng lựa chọn hàng hóa, dịch vụ người cung cấp, giúp khách hàng không còn giới hạn về địa lý hay thời gian làm việc. Họ có thể mua hàng mọi lúc, mọi nơi, có quyền lựa chọn nhà cung cấp giữa các vùng miền khác nhau. Cái sàn kinh tế thực tế này nó là được cái tính từ những cái gọi là tính hóa nhất của các sàn ở trên thế giới hiện tại như Alibaba, Baidu, Shopee, thì chúng tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu và chắc lọc những cái gì tinh túy nhất và phù hợp với cái hoàn cảnh của tỉnh nhà. Thì một cái bước đột phá đấy là tính dễ sử dụng và tích hợp thanh toán điện tử. Thì nó là sàn thương mại điện tử, thì các bạn bất kỳ ở đâu trên thế giới có thể là đặt hàng, mua hàng và nhận hàng tại nhà. Thông qua sàn kinh tế hợp tác thì sẽ tạo cái điều kiện để thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị mang tính bền vững, từ sản xuất cho đến chế biến cho đến xây dựng nhãn mác thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, đồng thời thông tin về sản phẩm cũng như nhà cung cấp rõ ràng, yên tâm cho khách hàng trong quá trình tiếp cận với được sản phẩm tốt, đảm bảo chất lượng an toàn. Và đặc biệt đối với xã hội thì đây là cũng là một hình thức mua bán văn minh hiện đại đầy tiện ích trong thời kỳ công nghệ 4.0. Bước đầu mới hình thành thì chúng tôi thấy rằng nhiều hợp tác xã có sản phẩm trên địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế hết sức là vui mừng và tích cực tham gia vào hoạt động của sàn. Cuộc sống số hóa đã để nhịp sống nhanh hơn, khách hàng ngày càng đòi hỏi mọi thứ phải nhanh hơn, từ thông tin sản phẩm, việc mua hàng, thanh toán và cả chính sách hậu bán hàng. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến khó lường, thì hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử kinh tế hợp tác càng có ý nghĩa hơn trong việc phòng chống và hạn chế lây lan dịch bệnh.